chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các quý phụ huynh cùng với toàn thể các cán bộ, giáo viên, học sinh của hệ thống mầm non Kismart, trung tâm năng khiếu Hà Thành cùng đông đảo tất cả các phụ huynh ngày hôm nay và các em học sinh đang có mặt để cùng tham dự chương trình đêm hội trăng rằm của trường mầm non Kismart cùng với trung tâm năng khiếu Hà Thành. Kính thưa quý vị, và một buổi trung tâm nữa lại đến. Không biết truyền thống chúng tôi có từ bao giờ, nhưng cứ mỗi dòng tháng tám về ta lại nhắc nhớ nhau sự thích về chú muội chị Hồng Lan. Và có lẽ niềm vui của tất cả chúng con đó là chính thấy ánh trăng vẫn luôn đứng thẹn theo chương trình tuyệt diệu trong mái tròn tỏa sáng khắp bầu trời. Tết trung thu, Tết của đoàn viên là dịp để lan tỏa chia sẻ những yêu thương, để thiếu nhi có thêm nhiều sự quan tâm, để một lúc chỉ còn đường tới trường. Và với ý nghĩa đó, ngày hôm nay hệ thống mầm non Kismart tương mừng tổ chức chương trình Tết trung thu năm 2022 với chủ đề vui hội trăng rằm. Thưa quý vị, về dự chương trình ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các ông bà đại diện cho chính quyền địa phương của huyện Nga Sơn, xã Nga Yên, sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý về phía lãnh đạo của hệ thống trường mầm non Kismart. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Phan Thị Tuyết, giám đốc hệ thống mầm non Kismart, sự hiện diện của bà Phạm Thu Hà, giám đốc trung tâm năng khiếu Hà Thành, và cùng với sự hiện diện của đông đủ toàn thể các quý phụ huynh, các bạn học sinh của trường mầm non Kismart cùng với trung tâm năng khiếu Hà Thành đã trở về tham dự chương trình đêm hội trăng rằm ngày hôm nay. Thì quý vị, chúng ta dành cho đêm hội trăng rằm của chúng tôi một tràng pháo tay nồng nhiệt. Ngày hôm nay về với chương trình đêm hội trăng rằm còn có sự hiện diện của đồng chí Trương Văn Quang, bí thư đoàn xã Nga Yên, và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng ạ. Vâng, và mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay thì sau đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng trở về sân khấu để cùng chào đón tiết mục đầu tiên, tiết mục đến từ hệ thống mầm non Kismart Nga Phú với bài hát chú muội trời trăng. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị ạ. Cổ vũ dành cho tiết mục đầu tiên của chương trình, đó là tiết mục chú muội trời trăng đến từ
vui quá, dành cả những giọt nước mắt để cùng đến với chương trình này. Rất là tuyệt vời. Các bậc phụ huynh chúng ta cổ vũ cho các con của mình, mời chào các tay lớn lên nào. Cảm ơn tiết mục đến từ trường Kismart Hà Phú. Và bây giờ sẽ là tiết mục trình diễn thời trang cá tính của Trung tâm Năng khiếu Hà Thành. Với sự gắn kết và cùng hướng tới sự phát triển toàn diện của cho các bé, thì ngày hôm nay những tiết mục này đó chính là những tiết mục chuẩn bị rất là chú đáo để cùng cho các bé phát triển một cách toàn diện hơn. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiết mục trình diễn thời trang rất là cá tính của các siêu mẫu trở về từ Trung tâm Năng khiếu Hà Thành với những thiết kế độc đáo nhất của đêm trăng rằm năm 2022. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, quý phụ huynh là các bạn nhỏ bên dưới, chúng ta có thể một tay thật lớn, thật đông nhiên để chào đón tiếp mục trình diễn thời trang của Trung tâm Năng khiếu Hà Thành. Xin mời tiếp tục thời trang cá tính của Trung tâm Năng khiếu Hà Thành. Sân khấu chúng ta ngày hôm nay sẽ là một sàn catwalk, và chúng ta sẽ được chứng kiến những siêu mẫu nhí với những bộ trang phục độc đáo nhất của đêm hôm trăng rằm năm nay sẽ trình diễn tại đây. Những mẫu nhí của Trung tâm Năng khiếu Hà Thành, của Trung tâm Đào tạo Năng khiếu chuyên nghiệp. Và chúng ta hãy nhanh vào trong bóng tay để chào đón những siêu mẫu đầu tiên. Bộ siêu tập rất là cá tính, vừa với phong cách thời trang của khu đông và những chiếc váy rất là ôn kết hợp với những chiếc áo khoác. Oh,
Xin cảm ơn rất nhiều tiết mục rất đặc sắc vừa rồi. Và bây giờ xin mời tất cả quý phụ huynh cùng với các bạn nhỏ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của các bạn đến từ mầm non Kids Mark Guardian. Và chúng ta hãy lại một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón các bạn đến từ trường mầm non Kids Mark Guardian. Thank you.
thêm không cho anh Quội mua đèn trung thu ơi. Các bạn có bánh trung thu cho anh Quội ăn với nào? Ngày hôm nay các bạn nào đã có đèn trung thu rồi giơ tay anh Quội xem nào. Quội nhiều thế nhỉ? Bên này bạn nào chưa có giơ tay? Rồi, bạn Tùng con có món quà trung thu chưa? Bên này bạn nào chưa có quà trung thu giơ tay? Ok ok. Yeah.
ở bên trong sân khấu nhá. Nào các con nào, các con cầm đạo cụ và con vẫy tay chào khán giả rồi trở vào trong sân khấu nào. Rồi, giỏi quá. Vâng, tạm biệt các con. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta có được thưởng thức rất nhiều ngon tiết mục đến từ các cơ sở hệ thống Mầm Non Kim Hắc. Vâng, và các em ngày hôm nay đã mang tới những tiết mục vô cùng đặc biệt, những tiết mục vô cùng thú vị. Đúng với lứa tuổi của các em rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ và đặc biệt là rất trong sáng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn chần chừ gì mà không dành tặng cho tất cả các em một trao tay thật nồng nhiệt nữa, thưa quý vị. Vâng, và tiếp theo đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng trở về sân khấu và để đến với một tiết mục vô cùng sôi động đến từ trung tâm năng khiếu Hà Thành. Và mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếng Anh, Kim Hắc.
luôn. Và xin mời các bạn học sinh hết sức đáng yêu đến từ Kích Mát Nga Thanh. Và các bạn hãy cùng chờ vào sân khấu nào. Và thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tất cả các bạn nhỏ. Mở đầu cho những tiết mục như này thì đề nghị tất cả các bạn nhỏ và các phụ huynh chúng ta dành những tràng pháo tay cổ vũ lớn hơn được không ạ? Và mời các giáo viên của lớp thì chúng ta sẽ chuẩn bị tốt cho cái phần nhạc của lớp mình nhé.
tiếng Anh cái smart alien. Những tiết mục được dàn dựng rất là công phu để biểu diễn trong đêm hội trăng rằm của hệ thống văn hóa kích sát, và chúng ta đã có hoàn thành phối hợp để cùng mang tới sự chăm sóc toàn diện cho các bé. Và đây cũng chính là môi trường đào tạo chuyên nghiệp về năng khiếu. Và ngày hôm nay thì cùng kết hợp với kích sát Ayan, chúng tôi sẽ cùng với tất cả quý vị đến với phần biểu diễn của tiếng Anh kích sát Ayan. Xin mời. Trung tâm năng khiếu Hà Thành, tiết mục nhảy rất là sôi động. Đề nghị tất cả các bạn và các bậc phụ huynh
sẽ là tiết mục mà các bạn mang kẹo đến sân khấu để tặng cho anh Quân. Yeah.
dancer của trung tâm này đúng không? Một tiết mục trình diễn hay như thế mà ở bên dưới quý vị không có tay thì hoàn toàn đáng tiếc. Và vỗ tay bé như thế cũng chưa xứng đáng, vỗ tay lớn hơn thì hơn nữa. Và các em chúng ta rất là cần cái nguồn cổ vũ động viên của tất cả mọi người phía dưới. Và kính thưa quý vị, ở Tết Trung Thu năm nay thì trong cái đêm mục trăng rằm này thì trường Mầm Non Dismark tổ chức một cái chương trình rất là đặc biệt. Đó là chương trình trình diễn thời trang với các bộ trang phục của lấy từ ý tưởng là bảo vệ môi trường, là chung tay một cuộc sống xanh sạch đẹp. Và các bộ trang phục đều lấy ý tưởng thiết kế từ các chất liệu, đó là các chất thải tái chế bảo vệ môi trường. Và ngày hôm nay thì với ý tưởng của giáo viên và phụ huynh thì các bạn của chúng ta cũng có những bộ trang phục đẹp nhất và độc đáo nhất để trở về với sân khấu vì một thế giới xanh sạch đẹp. Thì sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những bộ trang phục vô cùng ấn tượng độc đáo từ các nguyên liệu tái chế như túi ni lông này, bao bì, giấy báo này. Và đây sẽ là một phần trình diễn ấn tượng nhất trong đêm nay. Và bây giờ xin mời tất cả chúng ta hướng tầm nhìn về sân khấu, dành một tràng pháo tay để chào đón các siêu mẫu đến từ học sinh của trường Kim Bắc với một chương trình đặc biệt, đó là chương trình trình diễn thời trang. Số mẫu nhí của trường Mầm Non Dismark. Những bộ trang phục được tạo ra từ ni lông, bao bì, bìa các tông, vỏ chai, vỏ lon đã qua sử dụng, với mục đích chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ sự trong sạch của biển cả. Và ngày hôm nay thì các bạn chúng ta sẽ gửi được một thông điệp, đó là vì cuộc sống xanh, vì hành tinh xanh. Thank you.
không mưa thì vẫn mặc áo mưa, bởi vì ô môi trường của chúng ta đang ô nhiễm. Chính nguồn nước mưa là nguồn nước mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng đang bị ô nhiễm. Và đây bộ phận màn hình LED là chúng ta không đưa những cái hình ảnh lên bởi vì các cháu đã nhìn thấy đây rồi, không diễn được luôn. Anh Nam cho mình phát sao đây ơi. Siêu mẫu chúng ta sẽ đồng hành với chị Hằng. Chị Hằng sẽ dẫn tất cả các bé ra bên ngoài để trình diễn thời trang. Và là chị Hằng mới sinh nhật 18 tuổi, lần thứ 18 luôn. Rực rỡ như mặt trời và
Mạnh mẽ tự tin lên con, tự tin, rồi, ra đây.
Khiếu Hà Thành và một tiết mục vô cùng tuyệt vời và sôi động. Và tiếp theo chương trình mời quý vị sẽ cùng tại sân khấu để cùng nói chào đón các ca siêu mẫu đến từ Kích Mắt Nga Thành. Và xin được mời các siêu mẫu đến từ Kích Mắt Nga Thành sẽ nhanh chóng tiếp cận sân khấu để thể hiện phần dự thi của mình với những bộ trang phục tái chế hết sức đẹp mắt ngày hôm nay. Và xin mời. Thank you.
với môi trường và góp phần bảo vệ môi trường. Sau mã ăn mắc là phần trình diễn của Mai Diễm Quỳnh. Con cũng vừa tròn 2 tuổi. Tháng kết hợp và giữa bộ trang phục được làm từ vải nỉ, mang lại chức năng sự độc đáo và sự tự tin và mát để mùa đông. Thank you.
phụ huynh sẽ giúp các cô giáo và quản lý các bạn nhỏ vì hôm nay rất là đông. Các bạn nhỏ chúng ta thì trở về sân khấu rất là vui, chỉ vậy mà sau khi xuống bên dưới cũng có hơi lộn xộn một chút, và đề nghị các phụ huynh chúng ta quản lý các bạn nhỏ cùng với các cô giáo. Đây là một bộ trang phục thể hiện cho niềm tự hào dân tộc của dân tộc Việt Nam chúng ta, con lạc cháu rồng. Thank you.
Tuấn Anh lớp 5B, em Mai Trần Nhân lớp 5B và em Mai Thị Na lớp 5C. Và xin mời các em nhanh chóng tiếp cận sân khấu để cùng đón nhận những phần quà hết sức ý nghĩa đến từ hệ thống mầm non Kiếp Mắt trao gửi cho các em trong đêm hội trăng rằm ngày hôm nay. Và xin mời các em lên sân khấu, có tên lên sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời Hoàng Mai Thị Tuyết, giám đốc hệ thống mầm non Kiếp Mắt cùng với sự hiện diện của ông Trương Văn Văn. Chúng tôi đã sẵn sàng trở về để trao những món quà này cho các bạn của chúng ta trong đêm hội trăng rằm hôm nay. Và các bạn nào có tên thì nhanh chóng chuẩn bị sân khấu ạ. Bạn Nguyễn Thị Mai Trang, bạn Mai Bảo An, Nguyễn Thiên Vũ, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Văn Phúc Nguyên, Lê Thị Na, Mai Thị Phương Linh, Mai Tiến Dũng, Mai Thị Trà My, Nguyễn Văn Định, Trần Thị Ái Quân, Dương Đình Tuấn, Mai Khắc Tuấn Anh, Mai Trần Nhân và Mai Thị Na. Và một chào bàn tay thân tâm kính thưa quý vị để cảm ơn tất cả những tình cảm yêu thương mà hệ thống cộng đoàn Kiếp Mắt dành cho bạn là tiểu học của trường tiểu học Sáng Ngang Yên. Vâng, xin cảm ơn bà Mai Thị Tuyết, xin được cảm ơn đồng chí Trương Văn Quang. Và với những món quà mà các bạn không có mặt hiện diện tại sân khấu để đón nhận thì xin được nhờ đồng chí Bí thư đoàn xã sẽ chuyển về trường tiểu học Ngang Yên để gửi tận tay tới các bạn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, tiếp theo là phần chương trình trong giới kẹt của trung tâm văn hóa Hòa Thành. Sau đây xin được mời các bạn học sinh có tên sau đây lên sân khấu để đón nhận giấy khen của trung tâm năng khiếu Hà Thành. Xin được trân trọng kính mời bạn Mai Nam Khánh, Lê Khánh Nam, Mai Quỳnh Chi, Mai Yến Nhi, Trương Quỳnh Anh, Mai Phương Anh, Trần Tuấn Linh, Nguyễn Mộng Trà, Đào Mai Trang, Mai Khánh Ngọc, Phạm Minh Thanh và Nguyễn Tảo An trở về sân khấu cùng với sự hiện diện của bạn Mai Phan Bảo Ngọc. Vâng, xin được mời các bạn có tên lên sân khấu. Xin mời bạn Hà Nam Khánh, bạn Lê Khánh An, Mai Quỳnh Chi, Mai Yến Nhi, Trương Quỳnh Anh, Mai Phương Nghi, Trần Tuệ Linh, Nguyễn Mộng Trà, Đào Mai Trang, Mai Khánh Ngọc, Phạm Minh Thanh, Nguyễn Thảo An và Mai Phan Bảo Ngọc lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời bà Phạm Thu Hà, giám đốc trung tâm năng khiếu Hà Thành sẽ trở về sân khấu để chào giấy khen cho các bạn. Xin chào tất cả quý vị, chúc mừng các bạn đến với chúng tôi đang có mặt tại
Và bây giờ sẽ là đến với chương trình khóa cũ của đêm 100 năm, đêm trung thu của chúng ta. Các bạn nhỏ lắm rồi, có muốn cùng với anh Quỳ và chàng khóa cũ đêm trung thu hay không? Thôi nhờ, các bạn về hết rồi à? Quán kẹo không nào? Hai ăn kẹo của giơ tay nào? Các bạn giơ tay cao lên nào. Giơ tay cao lên thì chúng ta mới thấy được phát kẹo đúng không ạ? Và bạn sẽ là mời các cô giáo của trường mầm non Kidmart sẽ hỗ trợ và tổ chức. Chúng ta sẽ cùng 1, 2, 3, khóa cũ. Vâng ạ, xin mời đến phút khóa cũ, mời các cô giáo của trường mầm non Kidmart. Mời tất cả các bạn nhỏ chúng ta sẽ cùng chung vui đến phút này cùng với anh Quân và chị Hằng. Chương trình đêm 100 năm của hệ thống trường mầm non Kidmart của trường Trung học phổ thông Hòa Thành đến đây sẽ phát biểu các bạn một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.